Đây có số phố Lò Xũ nhá, em sẽ đi vào để ăn món cháo đậu. Họ bán cũng rất nhiều thổ cẩm nhỉ. Hà Nội quen thuộc là ăn vỉa hè, trà đá vỉa hè, xích lô này và quán Hàng Rong. Cái quán Lò Xũ này là người nước ngoài ở rất là nhiều, tại vì cái khu này là trong đây là nhiều khách sạn ấy. Món cháo cháo đậu cà vào. Đi từ cơ sở một cái cửa hàng vôi bắt đông như cả nhà ơi. Cháo đậu gà nào thịt âm 18k 25 này, gào gào lấm 50 này, đặc biệt 40 này, có trà các loại nước uống nha. Đây trong không có gì nhé. 12 giờ ra đâu đâu. Ơ, chị em một cháo đậu gà trứng nhá. Đậu xanh và đậu đỏ. Có mì ăn gì nhỉ? Em gọi suất 24k một bộ cháo đậu gà trứng. Nhiều đậu, à, ít đậu nhiều cà. Giá ở đây rất là hợp lý mà ăn rất là ngon. Đây là món cháo đậu xanh gà đậu trứng muối này cả nhà, trứng muối gọi là cháo đậu cà trứng 24k. Em gọi ít đậu nhiều cà, em thích ăn cà ghém. Cháo này có cả cháo đen nữa, nhưng mà em thích ăn đỗ xanh, em gọi nhá. Mời cả nhà cùng ăn cùng với em nhá. Cả nhà ăn trưa cùng với Nhung. Chú đậu còn ăn hết nhỉ? Có. Ăn cháo 24k. Con còn lấy nữa. Cháo ở đây nó nhạt ấy, nhưng mà có cà này. Mình cắn cà thì vào cà nó mặn ấy, mình ăn vào nó mặn. Tất cả cà với đậu với trứng muối thì đều có gia vị muối hết rồi, họ đã rất là dán vào cho ấy đậu ấy. Cháo thì họ nấu cháo không, cháo đậu xanh thì không cho gia vị gì nữa. Còn tất cả những đậu với trứng với cà là có gia vị hết rồi, ăn vào nó ngon hơn. Em gọi bát 24 nghìn. Thank you.
cá tráng mới pha chiên khoảng một tháng rồi em mới ăn được. Cá rất là giòn. Cá. Các bạn nhìn thấy hộp vịt lộn này, trứng muối. Chính như họ ngâm muối rồi ăn không bị tanh đâu. Cũng rất là mùi. Mùi đỏ ăn mùi nhé các bạn. Các bác nào ăn nhiều đậu thì gọi thêm đậu. Và trứng này trứng vịt to. Ăn vui quá. Hôm nay được mở đi review Hồ Gươm cho cả nhà mình xem. Nhiều bạn ăn ngon cho cả nhà nhé. Em cố gắng sắp xếp thời gian để đi review. Sắp hết cháo rồi, bao nhiêu đậu hôm nay là gọi tipper đông lắm. Tôi ngồi có shipper giao hàng nhanh tiện hẳn các bác nhỉ. Nắng non mưa gió thì đi đâu làm chứ. Ăn nồi của anh shipper tới. Vâng, anh ra đây. 24.000 ăn ngon cả nhà. Quán này nó mới mở về đây hơn một tháng. Một con lai tôi phở. Tôi chuẩn bị ở Đào Duy Từ. Em ăn hết cháo rồi, bây giờ vẫn còn trứng với đậu với cà. Tại vì trứng đậu cà nó đã mặn rồi, cháo thì nó không có gia vị gì, mình ăn kết hợp với nhau rất là ngon. Thì bây giờ em sẽ gọi thêm cháo để ăn cùng với trứng với cà với đậu cho nó hết nhé. Ăn đi. Không ơi, em ăn cháo. Thành ra hai bát. Yêu bạc quẩy nữa các bạn. Cả
thêm cháo nữa, không mất tiền thêm mọi người nhá. Chào cũng xong nhé. Ăn nó bùi ngon lắm. Món cháo chậu cà trứng này đẹp. Không biết nó có hạ với nhiều người không, nhưng mà em cũng mới nghe thấy. Mới mở cái đây hơn 1 tháng mới biết cái món này đấy. Mà gần đây mình được ăn thử cái món này. Xanh đậu trứng. Cháo ăn với lòng đỏ trứng rất là bùi. Em ăn 2 bát cháo thì no. Bọn thêm cháo này là no rồi nhỉ. Cái món cháo này không biết ăn không nhiều lắm cả nhà. Anh thân nhiên cũng ăn đấy. Một cháo đây. Quá nhiều. Thanh niên người trung tuổi ăn rất nhiều món ở đông. Cả mấy anh thanh niên đấy. Quán nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đông khách cả nhà. Cả nhà ơi, đến nay em ăn buổi trưa đã xong rồi đấy ạ. Rồi. Để làm việc tiếp. Buổi trưa ăn no quá nhỉ ạ. Hôm nay là buổi đi chơi thì yêu khung cảnh Hồ Gươm với lại món ăn cháo đậu cà và món kem. Em chờ sang đường đông ấy, có là đường một chiều ấy. Xe đi rất là nhanh. Video của em đến đây cũng là dài rồi ấy. Hẹn gặp lại cả nhà và video lần sau nhé. Cả nhà hãy xem video của em thấy hay hãy like, đăng ký ủng hộ cho kênh Nhung TV nhé. Xin chào cả nhà.